Tôi đang trên đường di chuyển á. Khoảng 1 tiếng nữa tôi tới. Vậy nha. Ủa? Ủa? Hello anh. Cô đi tới trạm xe buýt hả? À. Lên xe đi tôi chở nè. Thôi tôi không dám làm phiền anh đâu. Không sao đâu, cứ lên xe tôi chở đi, tôi cũng tiện đường mà. Anh tính chở tôi ra bãi biển lần nữa hả? Trời ơi, cô thù dai vậy luôn hả? Yên tâm đi, không sao đâu, lên đi. Ngoài trời nắng lắm á. Chở tôi tới trạm xe buýt thôi nha. Được rồi. Ôi, nắng muốn điên người luôn á. Ông trời muốn chiên người ta luôn hay gì vậy trời. Đi không chịu mang theo dù, trách ông trời. Nãy giờ còn chảnh không thèm lên xe đó chứ. Không phải tại vì tôi chảnh đâu nha. Tôi sợ anh chở tôi ra bãi biển lần nữa hay đó. Trời, cô thù dai dữ vậy. Cô đã thù được tôi rồi mà. Bật đài nghe nha. Được. Ủa? Mưa rồi. Thì đúng rồi, nắng lắm thì mưa cũng nhiều chứ. Cô bị gì vậy? Cho má, thò tay ra cho mưa tạt vô cho má nè. Tôi tưởng cô bị gì không chứ. Ướt quá nè. Hả? Alo, chị nghe. Phải gì không? Nói gì biết nói sao giờ. Đương nhiên rồi, bạn gái là quan trọng nhất chứ. Hay quá ha. Bộ không có người yêu á là mình chết vì buồn hả? Hẹn cho đã rồi giờ hủy. Thôi nha. Bỏ qua cho lần này á. Rồi. Anh muốn quầy bạn cho leo cây hả? Thì trời mưa, cho nên bạn qua bên chỗ bạn gái rồi. Còn cô thì sao? Bạn của tôi thì nó qua bạn trai nó rồi. Bởi vậy mấy đứa có người yêu nó vậy đó. Có bồ là bỏ bạn hết à. Đúng đó. Bây giờ cô muốn đi đâu? Anh cứ chở tôi ra chợ xe buýt đi, xong rồi tôi bắt xe quay trở về nhà nằm ngủ sướng hơn. Nếu vậy chúng ta tìm chỗ nào chơi đi, cô thấy sao? Đi đâu vậy? À, đi bệnh viện đi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa biết bệnh viện à. Đi chơi chứ bệnh viện. Tôi đã giỡn á. Ê, không có đi công viên không? Vậy cũng được, ý hay á. Tự nhiên trời đang nắng chang chang mà mưa xuống một cái. Mà cũng mát quá ha. Đúng rồi, nhờ về mát á. Mà không biết phải tới mùa mưa chưa Tâm? Chắc tới rồi. Phải hỏi mới biết chắc được. Dạ alo chị ơi, cho em hỏi phải đài khí tượng không ạ? Dạ, em muốn hỏi là hôm nay có phải vô mùa mưa rồi không chị? Dạ vậy hả, em cảm ơn chị. Chính xác luôn, vô mùa mưa rồi đó. Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ. Mưa từng cơn phố, có nhớ mong sáng ai đi cuối thu đông về. Hè sáng vội vàng quá. À, trời mưa không biết sao tự nhiên nhanh đói bụng ghê. Đói bụng quá à. Cô đói bụng chưa? Cũng hơi đói đói. Vậy mình đi ăn hả? Ừ. Đi. Đi. Ê cái con đáng ghét kìa. Làm xong bài tập chưa? Đưa cho tao. Hey. Kêu mà không trả lời hả mày? Ê. Cái con này ngủ như heo rồi ăn như heo luôn hả? Cái gì vậy? Ủa sao đang ngủ đây vậy? Còn đau quá lưng. Mệt quá nằm đi nghỉ ngơi chút. Ai ngờ ngủ quên luôn. Đá gì trời giáng vậy? Tại ai biểu ba ngủ đang chi. Xin lỗi bà. Ba ngủ tiếp đi. Cái gì mà xui dữ vậy trời. Phản ứng bất ngờ phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7.
Họ nói là hết chỗ rồi. Trời mưa nên khách vô đông lắm. Vậy hả? Cũng đúng. Ở đây mà lỡ đường á, vô đây cũng thích mà. Hay, tôi nghĩ quán này chắc cũng đông, cứ nhắc vậy thôi. Bây giờ cô muốn sao? Sao cũng được. Tôi nghĩ sợ lát nữa là kẹt xe đó. Hay là bây giờ mình về nha. Ừ, vậy đi. Vậy tôi lấy xe nha, cứ đợi nha. À. Thôi vậy mà ù lì thế ớ. Bộ cô thích mưa lắm hả? Ừ, tôi thích ngắm mưa lắm. Tại vì á, mỗi lần trời mưa tôi có rất là nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm với mưa hả? Ừ. Mùa mưa nào chẳng xảy ra đều có nửa năm. Vậy thì cô làm gì? Nhậu. Mùa mưa nào tôi cũng nhậu hết á. Đi nhậu hả? Ừ. Cách đây 3 năm, lúc đó tôi đang học năm nhất, tôi đã xỉn quất cần câu rồi bị trượt té một chân. Cách đây 2 năm, lúc tôi học năm thứ 2, thì tôi cũng bị say xỉn, rồi nhảy nhót lung tung trên đường, rồi bị trượt té, gãy xương hông. Ê, bà này hay nè. Đèn bà to lên. Mới hơn 20 tuổi đầu mà tối ngày đi nhậu vậy hả? Ủa thì tại vì mỗi lần trời mưa thì trời má rất là hợp với đi nhậu, anh không thấy vậy hả? Tôi á, tôi không thích đi đâu. Thôi khỏi luôn phải hỏi là biết rồi, chắc chắn anh á là chỉ lo học xong rồi vô bệnh viện làm thôi đúng không? Vậy là Sài Gòn lại bắt đầu bước vào một mùa mưa. Năm nay mùa tới sớm hơn, khi những cái nắng hầm hập qua đi, khi người ta đã quá mỏi mệt với việc chạy trốn ánh nắng gay gắt, thì mưa tới vừa đủ. Những gì tới đủ lúc bao giờ cũng thật tốt. Có người nói rằng khi những cơn mưa đổ xuống, tôi chỉ có một ước mong, cùng một người bạn tri kỷ ngồi tám chuyện ở một góc cà phê nào đó, rồi nói những chuyện không đầu không cuối. Còn bạn, bạn mong ước điều gì? Các bạn có đang ở cùng ai không? Các bạn có đưa tay hứng những giọt mưa không? Hay hai người không biết nói gì, rồi không biết làm gì, và chỉ biết ngày người ra ngắm mưa? Bấy nhiêu thôi cũng đủ là kỷ niệm, và đó chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. Vậy là mùa mưa đã bắt đầu. Cầu mong cho mọi người sẽ có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau. Tôi đang đói bụng quá. Hay là mình đi kiếm gì ăn nha. Ừ, cũng được. Ừ, hết kẹt xe rồi kìa. Ồ, hết mưa luôn rồi. Ờ, đúng rồi. À mà nè. Ừ. Mưa đầu mùa năm ngoái á, cô làm gì vậy? Mưa đầu mùa năm ngoái hả? Ờ. Thì cũng giống như mưa đầu mùa mọi năm thôi. Anh đoán đi. Đừng nói tôi có đi nhậu nha. Nói đó. Đi nhậu thiệt hả? Nhưng mà nhậu ở đâu? Thật sự luôn á là không nhớ nổi. Trời ơi. Xỉn quá luôn á. Để coi, hình như là mua đầu mùa lắm. Hình như chắc lúc đó tôi làm khùng làm điên ngoài công viên á. Công viên Tao Đàn hay sao á. Công viên Tao Đàn. Nè, cô nhắc tôi mới nhớ nha. Hình như năm ngoái tôi có mặt ở đó đó. Chị, giỡn với tôi hả? Thiệt, tôi đi gặp một người bạn. Mà đó cũng là lần nhớ đời của tôi luôn. Tôi gặp một cô gái làm khùng làm điên ngoài đường vậy đó. Anh đang chọc tôi phải không? Sao mà trùng hợp vậy được? Nè,
Đừng nói cô gái đó là cô nha. Anh giỡn mặt với tôi hả? Dạ em sắp tới rồi. Dạ. Tại kẹt xe quá. Dạ dạ dạ. Rồi để em tới liền, tới liền. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Sao mà cô không dám nữa? Mà đi về đi. Cái anh kia. Hãy giờ tôi để anh thì tôi hơi bị nhiều mỏi. Mỏi gì vậy cái già? Vậy. Tôi à? Ba xin phép ba tôi đây. Ba. Anh giết sức của tôi. Xoay lên là lại hết sức rồi. Ba về đi.